lên bến xe Mỹ Đình bao nhiêu. À mà đi từ đây mà xa thật tới Mỹ Đình à, hai ly vai làm gì mà chen đắt thế, em không có tiền đi đâu. Đắt cái mẹ cháu mày, đi thằng khác còn đắt hơn. Á à, đù, nhìn mặt mày sinh viên anh bớt cho 50. Ngồi vật vờ từ sáng nên anh có tí bực. Hồi còn làm sinh viên anh cũng ngạo có tiền. Giờ đã làm xe ôm anh vẫn tiến có kèo. Cuộc đời thằng xe ôm nói chung là như nghĩ về mẹ về cha ở quê mà thấy đau. Thấy đau vô cùng. Lời của cha ấm áp như là vầng mặt thái dương. Lời của mẹ ngọt ngào như là dòng sữa bò. Chỉ vì lời dặn dò năm xưa mà con vẫn lái xe, vẫn luôn yêu nghề. Dù ngày nay gặp cảnh trong gai nhiều khó khăn, mà lòng đã nguyện thề là sẽ hy sinh cho nghề. Chờ một ngày giàu sang thành danh là con sẽ trở về. Đời này nhà anh chạy xe từ lâu và đã có tiếng rồi. Chú biết chiến xe ôm không? Ông Chiến là bố của anh. Gia đình anh truyền thống đời con đời cháu là xe phải nối nghiệp, phải tiếp bước cha anh nên anh mới lái xe xinh thế, đẹp thế. Làm tí xe ôm không cô lên ngôi xe làm phòng hộ. Anh sẽ không lấy tiền mà đồng ý thì ta đi luôn. Anh ấy chưa vợ con gì, bao năm nay chạy xe ôm. Nhưng hôm nay mới gặp được một cô gái xinh như là em đây. Làm tí xe ôm không cô lên ngôi xe làm phòng hộ. Anh sẽ không lấy tiền mà đồng ý thì ta đi luôn. Anh ấy chưa vợ con gì, bao năm nay chạy xe ôm. Nhưng hôm nay mới gặp được một cô gái xinh như là em đây. Mua, thằng muốn tiêu vào tao. À, thằng đi à? Ô tiên sư mẹ à, thằng này là thằng mặt lờ xe ôm mà trêu vợ được cầm ở nhà mày, mày thích chết à? Làm gì mà sồn sồn như là chó sắp cắn người. Bố đây không sợ, cuộc đời này gặp gành trong gai tao còn không sợ. Vậy thì mày tuổi gì làm tao phải sợ? Mày đủ tuổi thì hãy chờ tao gọi cho người thân đến cứu trợ. Tao ở đâu chạy xe mày đây về ngay mà luôn. Tao có việc nhầm rồi, anh em tao khắp nơi. Chỉ một cuộc gọi điện là anh em tao xuất hiện bất cứ khi nào. Khi cần anh em có, khi khó có anh em. Chúng tôi là biệt đội những anh chàng xe ôm đẹp trai và thân thiện. Truy cập ngay itien.gamota.com để chơi game cùng những anh chàng xe ôm đẹp trai và thân thiện. Y Thiên 3D Mobile, khi cần anh em có, khi khó có anh em.